Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mày muốn mang tay nghe bố đi. Review đồ ăn. Chăm bệnh gài. Chỉ gần nên tôi em nghĩ bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha. Có lạc gì? Mẹ kiểu đéo. Để xem con bé ăn gì. Bà mua mic đi địch mọi à. Chị phải bảo chứ không bảo thì nghe cái chị bảo xong bố lại bạn đi, bố lại bảo mà đi sửa hả? Nó đi sửa không được. Cái hơi này gần như em như em. Ngày nào gương yêu em đừng em anh quá nhẹ bóng lờ. Cái chỗ YouTube. Đây, chỗ mày bảo đây. Vãi lùng. Đây. Mẹ. Chứ mở đấy, mở đâu. Xong nó lại có thông báo. Mình muốn đi cho mẹ vào YouTube thì không tắt được. Thì
dân đơn giản nơi chính con người em. Cái hộp giấy đâu nhỉ? Đây hộp giấy cơ mà. Cái này đi rồi đưa về. Có đéo nghe được. Đấy đéo nghe được. Miệng vẫn chặt chưa chị biết. Nhớ nghe được. Mai tao mang cái tai nghe nhà tao đi. Mang đi. Địch mẹ nghe được tận nghe được tận 12 tiếng. Nghe suốt từ sáng đến tối luôn. Mẹ. Ừ. Nghe 12 tiếng. Maybe nè. 12 tiếng thì 12 tiếng hết đi. Vậy là mình đã tô màu xong đấy các bạn nhé. Cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Hay đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Đi 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 đi. Ai chấm lo. Thằng này khỏe rất rồi, tận 3 cái bánh mời. Dạ. Danh con này ăn khỏe rồi, ăn tận 3 cái bánh mời. Ít. Địch mẹ đã ăn bánh. Ăn bánh mời ông lại được một chai 7 up. Một lon 7 up, địch mẹ bú. Ăn bánh mời lại được một lon 7 up này. Bú. Mày ăn nhiều mấy lộ. Tình cảm phải sâu. Ơ quên mà đi uống nước đéo đi. Địch con quên mà đi uống nước đéo đi. Cảm ơn em đã kề vai sát cả anh. Mai lại phải trả tiền thì còn mẹ và mai lại phải trả tiền mẹ chứ hiểu sao lại quên được tiền. Đi đâu? Chào anh kia bánh mẩy. Ừ. Quay xóa. Mẹ mày cứ nhắn làm bố mày quên mang tiền. Còn... Dạ, bố mình nhắn à? Bố dạy trước cả mẹ cái này. Cái địch mày mà bố mày thấy mày ập 7 tiếng trước. Rồi. Tao thấy mày ập 7 tiếng trước. Người ta ập thôi, có bảo Facebook đâu, tao thấy bảo cái mỏng. Bảo đâu TikTok. Ừ. Cái lầu. Mà vào Facebook mẹ chẳng. Vậy là mình lấy tô màu xong, các bạn thấy tô màu đẹp hay tôi xin mời like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ta mà bảo mẹ phải biết. Lờ. Mua đâu? Đi đâu mua nhỉ? Cháu biết mua đâu. Tao mua rồi. Mua cái áo khoác rồi. Áo khoác mày mua ở đây. Áo khoác mày mua ở đây. Mua áo khoác. Mẹ nó tiếp tiền. Mua cái quần áo rẻ để đổ hết rồi. Vậy là mình lấy tôm. Quay. Làm xin tiếp tục đi tôm. Mang cho anh Cường tí, anh Cường giết mày. Vứt sang bên chỗ anh Cường. Cái máu quá đông mẹ quá rồi, sức tàn. Đập nhỏ. Đâm vào đâu? Mẹ đâm vào gì? Đâm vào đâu? À chỗ đấy là xóm Minh Kiên. Đi nhanh quá anh đâm vào. Đi nhanh cái đéo này. Cái cứ dùng tục tục mình đi nhanh đề mang đi cho anh. Chứ không, thế có bảo anh kia là em vừa đâm nho không? Đấy. Có bảo anh kia là em vừa đâm nho không? Ừ. Nhanh là bạn thân mẹ ta giết. Ờ, có làm gì? Thế cho anh Kiên dục làm nhiều video thì cứ bảo là cứ làm 25 thôi. Dục mình cái mẹ bây giờ dục cũng mua cái sạc đi nhanh.
lắm trò. Lúc đấy đang ngồi trên kia một đứa đỏ lỗ ê, nhìn cho đi nhanh. Quang xin bên đây. Quang xin tận nơi nhà anh kia này. Chim lên lỗ cho ta, cho nó mang về. Lỗ. Nó biết nhà đâu mà, chim về đây. Đâu cứ định vậy đấy. Không bảo nó để đi ra cái chỗ ngã tư ở trên chỗ nhà Đô Viện nữa. Chắc kéo nó biết nhà Đô Viện à. Đâu biết rồi à. Không sao. Mẹ đâu có yếm chết, mẹ có yếm để đi xe anh Kiên đầm. Đi xe ơi, thằng Mạnh Nô. Xe Mạnh Nô. Đúng rồi, công ghi ấy thôi. Công ghi thì cái dọc số thôi. Cho đi uốn lại cái để mất mấy nghìn của mình. Thế thôi. Người kia thì chịu. Để bút cái đèn. Không bảo gì à? Đấy. Không bảo gì à? Đâu. Chỉ dựng xe lên không đi. Đấy. Chỉ dựng xe lên không đi á? Đâu, chưa ngã. Chưa ngã. Vang là xuống. Kilo vang. Tí mà có lẽ anh cười đánh nó chậm. Đi mẹ mày đi ngu. Anh cần nói chết. Dạ nói suốt. Kèm có lỗ đi mày. Nói một tí bộ chiều chiều đi coi coi. Chiều chê mẹ. Cái dây cũng chiều. Vậy là mình cho tôi một xong nếu các bạn hay cho mình xin một cảm ơn cả các bạn.